Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người hãy cho em Toàn gửi một lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người. Hôm nay em Toàn có một em Bình Bình gấm vẽ vàng rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây là những cái chỗ này là toàn bộ là vẽ bằng vàng nhé mọi người nhé. Những cái chỗ gấm này là toàn bộ vẽ chấm bi lên này mọi người. Đấy, đây em kéo lại cho các bác xem này. Đấy, các bạn xem này, những cái chỗ này vẽ vàng rất là đẹp. Bình này là bình men cứng, không phải là men men dạn nữa mọi người nhé. Chiều cao là 24, chiều cao khoảng 24. Đây mọi người này, để em phải đặt cái gì lên không đo nó mới chính xác được. Đây mọi người, chiều cao 24, chiều cao 24 để em. Để em đo vòng bụng cho tất cả mọi người nhá. Vòng bụng nó 77 mọi người ạ. Vòng bụng 77. Miệng là 14 nhá mọi người nhá. Đấy, bên trong thì nó có bụi bẩn thôi mọi người ạ. Nhưng mà bình này rất là đẹp luôn. Đây là họa tiết vẽ tay nổi khối hết lên này mọi người này. Đây này. Đấy, các bạn nhìn thấy vàng chưa? Vẽ bằng vàng rất là nhiều luôn. Đấy, bên dưới đây chuyện đây. Chuyện Cutani nhé mọi người nhé. Đây ở miệng này nó vẽ bằng ở chỗ này nó có vết vết bẩn đấy mọi người nhé. À đây em cạo đi đây này. Đấy. Cái này nó những cái chỗ này là nó vẽ toàn bộ nổi khối hết lên mọi người nhé, rất là đẹp luôn. Chấm bi này rất là đẹp. Đấy, quý anh chị nào mà ai mà ưng ý chiếc bình này cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Em Toàn sẽ ship về cho mọi người nhé mọi người nhé. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhé. Em chào mọi người.